Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liên minh Vua Đàm, Nữ Hoàng từ thiện quyết chiến Phương Hằng, đòi 74 tỷ, ai lợi thế hơn ai. Việc phát livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt những người nổi tiếng đã động chạm rất nhiều người, trong đó có ca sĩ từng xưng đế như Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ được xem như là Nữ Hoàng từ thiện Thủy Tiên. Khi bà Hằng bóc phốt từng người, dư luận vào cuộc và đặt nhiều câu hỏi nghi vấn mà phía người làm từ thiện khó trả lời. Như món nợ 7 tỷ tại ngân hàng của Thủy Tiên trước kia khi làm từ thiện thì bỗng nhiên được trả sạch sau khi làm từ thiện, khiến không ít người nghi ngờ. Hay vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh phá biệt thự trị giá tới 22 tỷ đồng để mà xây lại biệt thự sang trọng hơn rất nhiều. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì lại bị réo tên là anh ta đã ỉm tiền từ thiện đến 96 tỷ đồng. Nếu chỉ kiện thôi mà kiếm được 74 tỷ đồng thì quả là làm giàu, không khó. Tất cả những tin đồn bất lợi kia sẽ không có nếu bà Nguyễn Phương Hằng không khui ra vấn đề từ thiện đầy nghi vấn này. Riêng nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi 14 tỷ không phát đồng nào cho tính đến thời điểm bị bà Phương Hằng khui ra là một trường hợp rất rõ ràng. Tuy nhiên, trường hợp khác những khoản mờ ám khó mà bảo người ta không nghi ngờ. Bởi các người nổi tiếng làm từ thiện không ai dùng tài khoản riêng, có sổ sách thu chi bài bản để cơ quan kiểm toán có thể làm việc được. Cứ rút tiền rồi đi phát, ai lưu sổ sách và người nhận có ai ký nhận đâu. Cho nên vấn đề kiếm trác trên hoạt động từ thiện là công việc rất dễ dàng. Tuy nhiên, nếu muốn buộc tội Thủy Tiên cũng khó, bởi đây là một vùng đất rất khó chứng minh có tội và cũng rất khó chứng minh vô tội. Việc bị bóc phốt và mất hình ảnh như thế nên Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên cương quyết kiện đòi bồi thường cũng là điều dễ hiểu. Trong vùng xám không có trắng đen thì ai cũng bảo mình vô tội và kẻ khác là có tội. Cho nên Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên sẽ làm tới cùng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, thắng kiện hay không lại là vấn đề khác. Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố dám đặt cược cả danh dự và uy tín. Được biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên được cho là đã cung cấp cho cơ quan tố tụng những tài liệu chứng minh thiệt hại do ca sĩ Nguyễn Phương Hằng gây ra. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bà Trần Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh thiếu minh bạch trong các hoạt động từ thiện, ăn chặn tiền của dân. Vì vậy, đến ngày 11 tháng 9 năm 2021 và đến ngày 23 tháng 1 năm 2022, bà Phương Hằng đã tổ chức tới 3 buổi phát hình livestream có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng nữ ca sĩ. Đối với ông Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bị cáo Hằng cho rằng nam ca sĩ này đã phát ngôn xúc phạm mình trước. Do đó, từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 cho đến 26 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức 14 buổi phát livestream có các nội dung xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín, danh dự, phẩm giá của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đấy là những gì hai ca sĩ trên đã làm. Họ đã làm mọi cách. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 9 trên báo Thanh Niên, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM trả lời rằng chuỗi hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Phương Hằng đã cấu thành tội phạm theo điều 331 của Bộ luật Hình sự nên không xem xét xử lý về tội làm nhục người khác, vu khống nữa. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nói rằng nên không xem xét hồ sơ xử lý về tội làm nhục người khác, vu khống với bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu không xem xét tội vu khống, làm nhục người khác thì rõ ràng việc kiện cáo của Liên minh Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đòi bồi thường lên tới 74 tỷ đồng thì lấy cơ sở nào và từ đâu ra? Bây giờ hai ca sĩ này lại cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự của họ. Ban đầu họ định giá thiệt hại lên tới 88 tỷ đồng. Và sau đó thì con số tụt xuống 74 tỷ đồng cho đến hôm nay. Có vẻ như trong vụ kiện cáo này bà Nguyễn Phương Hằng đang có lợi thế. Có người nhận xét rằng làm từ thiện là một nghề mà rất nhiều người làm giàu. Nếu kiện cáo đòi bồi thường danh dự bằng cách tự định giá theo ý mình mà thắng kiện thì đấy cũng là một cách làm giàu dễ dàng. 774 tỷ đồng trị giá tương đương 3 triệu đô la Mỹ, một con số không hề nhỏ tại Việt Nam. Kết quả ra sao thì chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Liên minh Vua Đàm, Nữ Hoàng từ thiện quyết chiến Phương Hằng, đòi 74 tỷ, ai lợi thế hơn ai.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện lạ nhưng không lạ, mời gã cán bộ phối giống khống cho 2.500 con bò cái. Vào ngày 7 tháng 9, nhiều tờ báo đăng tin tại tỉnh Đắk Lắk, ông Ngô Nhân, cựu giám đốc trung tâm khuyến nông, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản Đắk Lắk, cùng 9 thuộc hạ bị cáo buộc lập khống hồ sơ phối giống cho 2.509 con bò để mà chiếm đoạt tiền. Quan tầng nào thì ăn tầng đó. Được biết, ngày 31 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Phát triển Giống Gia súc Miền Trung ký hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông Giống Cây Trồng Vật Nuôi và Thủy Sản Đắk Lắk về việc phối giống cho 2.500 con bò. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 234 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên, 4 cán bộ của Trung tâm Khuyến nông không lập kế hoạch phát triển khai thực hiện mà lại thông đồng với cán bộ của trạm khuyến nông lập khống danh sách số lượng là 2.509 con bò có chửa. Theo chương trình phối giống bò công ích vào năm 2018 khi đó. Từ đấy, nhóm này thực hiện và hiện thực hóa hồ sơ chứng từ chiếm đoạt hơn 234 triệu đồng để mà chia nhau tiêu xài. Tiền ngân sách là bầu sữa, nhà nước của Đảng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý rất tồi. Đạo đức quan chức thì xuống cấp, cộng với bản chất tham lam vô độ thì mọi chính sách đều bị biến tướng. Tầng nào thì ăn tầng đó. Quan chức địa phương thì ăn bạc cắc, quan chức trung ương thì ăn bạc tỷ. Không những tỷ mà có thể lên tới con số hàng trăm, hàng ngàn tỷ. Nơi đâu cũng thấy tư lợi, không nơi đâu là thấy việc tử tế để bảo vệ quyền lợi cho người thấp cổ bé họng. Dân nghèo đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng từ những ngày đầu giành chính quyền. Họ hô hào vì giai cấp lao động để tập hợp lực lượng làm cách mạng. Dân nghèo mất mạng, con đảng thì được vinh quang. Cách mạng thành công, họ lại hô hào cải cách ruộng đất. Họ xúm dân nghèo thất học làm ác để diệt sạch mầm mống phản kháng. Bởi chỉ có giới có học mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản. Thời kỳ đầu khi cách mạng mới thành công, đa số dân nghèo thất học, một chữ cắn đôi không có, làm sao nhận ra cái thâm, cái hiểm của Đảng. Thế là họ sách động dân nghèo giết hại đồng bào của mình bằng những hình thức đấu tố để Đảng được cai trị lâu dài. Nói theo kiểu Chu Ngọc Anh thì cứ thế mà xơi thôi. Ngày nay, dù là thời đại 4.0, hầu hết ai cũng biết đọc, biết viết. Thậm chí, đa số người dân ai cũng có một chiếc smartphone để mà đọc tin tức. Thế nhưng, người dân nghèo vẫn là nạn nhân của Cộng sản. Quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản luôn lấy dân ra làm đối tượng để mà trục lợi. Nhiều chính sách hỗ trợ dân nghèo được quan chức hô hào để có tiền rót về hỗ trợ. Nhưng khi tiền rót xuống, nó không chảy vào túi dân mà chảy ngược vào túi quan. Bởi quan chức lập danh sách khống hoặc kéo anh chị em cô bác của họ vào danh sách biến thành người nghèo, rồi lại gạt tên người nghèo thực sự ra ngoài. Mấy năm trước đây, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, có câu chuyện dê gà hỗ trợ dân nghèo lại đi lạc vào nhà cán bộ. Mới đây, đại dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội do Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khởi xướng và phối hợp với chính phủ thực hiện. Về mặt ý nghĩa thì rất cao đẹp, dự án sẽ mang lại nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, mục đích được công bố và mục đích thực sự ẩn sau ý đồ này không phải ai cũng biết. Một cây viết giấu tên nhận xét với chúng tôi rằng dưới chế độ này, dân nghèo chỉ bị đem ra làm đối tượng để tầng lớp trên trục lợi mà thôi. Đó là vấn đề muôn thuở, nó là một phần trong cái gen DNA của chế độ. Dân nghèo sẽ không với tới được nhà ở xã hội. Đại dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội đang lộ dần, dân nghèo chỉ là cái cớ để quan chức vẽ ra dự án. Tới nay đã xuất hiện người giàu chen chân và mua nhà ở xã hội. Chính phủ đã có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để mà hỗ trợ người nghèo mua nhà. Nhưng đến nay, gói này chưa rót được tới tay người nghèo bao nhiêu. Bởi người nghèo đi vay thì lấy gì để mà thế chấp đây? Người nghèo vấp phải đủ thứ rào cản và cuối cùng phân khúc nhà rẻ hơn
lại rơi vào tay người giàu. Đấy là đại dự án cấp trung ương ngày càng lộ ra rằng các chính sách hỗ trợ người nghèo nó chỉ là một cái cớ để tự lợi dụng mà thôi. Từ trung ương cho đến địa phương, tất cả chỉ biết lợi dụng dân nghèo để trục lợi cho cá nhân hoặc nhóm lợi ích của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chuyện lạ nhưng không lạ, 10 gã cán bộ phôi giống cho 2.500 con bò cái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.